Xin chào quý thính giả đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành mọi người cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng được nghe một cái câu chuyện của bác Năm Nhã thì câu chuyện này bác năm chia sẻ về người cha ruột của mình cũng như là bản thân của mình kể về một sự việc mà nói chung là rất nhiều người họ biết nhưng chỉ biết được cái vẻ bên ngoài thôi còn những cái điều bên trong những cái rùng rợn đáng sợ bên trong thì gần như là không có biết nhiều đâu câu chuyện này nói về ông cô à, bao kêu là ông ông nội đi ha, ông nội đi, ông nội tôi ông nội 6. Thì ông nội 6 tức là ba ruột của bác năm. Ông nội làm một cái nghề mà ít ai dám làm. Đó là việc bốc mộ hay còn gọi là cải táng mộ. Trước khi mà mà chọn cái nghề đó thì hồi đó đó các bạn. Ông nội chỉ là một cái người nông dân bình thường thôi và gần như ông công không biết vì, về tâm linh cả không biết gì về tâm linh rồi à, tin tưởng ma thì có đó ông bị nhát cũng nhiều à, nhưng mà nói đến cái việc mà cúng kiến hay là tang lễ dỗ à, quải hay là cúng kiến này nọ đó ông chỉ biết sơ xài thôi không rành về một cái gì cả thì à, cơ duyên ở đâu à, do đâu mà ông nội lại chọn cái nghề bỏ cái nghề nông của mình mà lại chọn cái nghề là đi bóc mộ như vậy mà nói bỏ thì không phải là hoàn toàn bỏ mà kiểu giống như là ừ, khi mà không có việc làm thì ông nội vẫn đi làm nông đi làm này làm kia có điều mỗi khi mà cái việc mà bóc mộ đó, là chắc chắn ông nội sẽ làm sở dĩ mà ông nội làm cái nghề đó vì có hai cái lần ông nội chứng kiến cái việc bóc mộ mà tự dưng trong lòng là nó dâng lên nhiều cảm giác khó tả và bắt đầu kể từ đó ông quyết định theo cái nghề bóc mộ ở đầu tiên á, trước khi mà kể hai cái việc mà ông nội gặp chứng kiến rồi quyết định bóc mộ thì chúng ta sẽ biết sơ về cái bóc mộ nó như thế này bóc mộ hay còn gọi là cái hình thức mà nó cải tán thì dời mộ quá các bạn giống như là một cái mộ của một cái người nào đó họ muốn dời vì rất là nhiều cái nguyên nhân à, có thể là cái nguyên nhân những cái nguyên nhân bên ngoài đi thí dụ như mộ bị ngập khi mà mùa nước đồ nó nó lên rồi đó rồi nó ngập mộ này nọ con cháu không muốn cho ông bà mình uh, kiểu mà nằm phần mộ như vậy lạnh lẽo hay là lúc mà người mắc mới mắc thì cái gia cảnh trong gia đình nó khó khăn là chỉ bó một lần mà người ta hay dùng cái từ bó chiếu đó bó cái chiếu xong rồi cũng không có tiền để mà mua cái quan tài cái áo quan chôn cắt cho người chết chôn tạm chôn đợi đó rồi sau này á cuộc sống nó đỡ đỡ lại một chút xíu thì mới kêu những cái người bóc mộ để mà dời cái phần mộ đó về gần nhà gần cửa gỡ nơi khô ráo nói chung thì con cháu chẳng ai muốn ông bà mình có một cái phần mộ mà nó lại không có được đàng hoàng nó lẻ loi vậy rồi 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 nó nước động rồi các kiểu ngập lụt chẳng ai muốn cái điều đó cả và những cái việc bốc mộ như vậy đó thông thường mà chiếu theo lợi sẽ khoảng 3 năm hoặc hơn thì người ta mới bốc mộ nếu đó là cái bọn bình thường còn những cái trường hợp nửa chừng thì uh, cái 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 xác giống như là chưa có phân hủy nhiều đó các bạn. Phải bốc mộ lên thì những người làm cái cái việc bóc mộ đó đặc biệt là phải gan. Thứ hai nữa là cái thần kinh phải thép. Chứ nhìn vào những cảnh tượng đó gần như là là những cái người yếu yếu bình thường không ai làm nổi đâu. Vì vậy uh, chắc có lẽ là những cái lý do đó mà khiến cho những cái người làm việc bóc mộ rất là ít đa phần là con cháu tự làm à, mà nói sơ như vậy để mọi người biết hein? thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nè à, lúc đó ông cồ ông cũng có vợ con rồi bác năm cũng được sinh ra đời rồi cũng như nhà con cái cũng nhau nhóc là sáu bảy đứa rồi thì ở trong gần xóm nó có một cái gia đình của cái ông chắc bao phải gọi là ông hai đi ông hai hùng thì ông hai này á, ông có một đứa con thôi Mà cái đứa con của ông thì lúc đó nó đi mặn xa và nó ăn nên làm ra Có một điều á, nó kỳ cục như thế này nè các bạn Lúc trước ông bà hai cũng hay bệnh hoạn lắm Nhưng mà sau này thì khỏe rồi Nhà cũng có con cái nó làm nó có tiền tuy nó không ở lăng cận Nhưng mà nó 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 vẫn về ở thăm thường xuyên rồi cung cấp tiền cho ông bà hai sinh sống một cách rất là thoải mái. Sức khỏe càng ngày càng tốt. Thậm chí ông bà hai lúc đó nó là chỉ khoảng hơn 50 rồi, nhưng mà nhìn khỏe khoắn lắm, mặt mày tươi rói hà. Bệnh trạng cũng gần như là không có còn. Nhưng mà nó kỳ đang nó lạ lắm một cái điều là từ khi mà ba của ông hai á là bảo sẽ gọi là uh, ông cố đi ha, ông cồ đi, ông cồ thì khi mà ông cầu ông ông mắc đã được khoảng hơn một năm trước mộ phần thì vẫn chôn cắt ở phía sau nhà, cách nhà độ khoảng chừng là uh, 500 thước, thì cũng gần ở cái phần đất tổ tiên thôi, nhưng mà phần đất này phần đất riêng riêng của ông uh, ông hai ông mua, con cái sao mà kỳ lắm từ lúc mà ông ông ông, ông cổ mắt á thì ông bà hai kiểu như cứ bệnh hoạn hoài bệnh hoạn mà thấy cái kiểu không phải là nó ra cái chứng bệnh gì rõ rệt nó cứ mệt người trong mặt đi lên trên hút thuốc hay hoặc là bắt mạch hút thuốc gì đó thì người ta nói không có sao cơ thể của anh chị không có gì hết trơn á thậm chí còn còn đi lên những cái chỗ mà giống như ở trên Sài Gòn có 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 cái đã kêu một lần đã kêu là bệnh viện nhà thương các bạn nhà thương cũng khám cũng không có sao hết trơn mọi thứ nó nó bình thường mà sau kỳ cứ mệt người khó chịu hoài thì gia đình mới bàn với nhau và nghĩ rằng có khi nào là liên quan đến cái phần một liên quan đến cái phần một thì sau một thời gian á cũng cỡ một tháng gì đó Thì gia đình mới quyết định là bốc cái mộ, cải tán cái mộ của ông cổ về gần nhà à, Về gần nhà Thì khi đó mới đi mời một cái người Ông này à, bảo sẽ kêu là ông cổ chính đi thì cái ông cầu chính này ông hồi đó tới bây giờ ông hay làm những cái việc giống như là đứng ra cúng kiến cho tang lễ ma chay hay hoặc là bóc mộ cải mộ đồ này nọ đó, ông làm hay lắm. Mà ông gan lắm. Thì mới qua nhờ ông cầu chính. Ông cầu chính ông nói ủa cái mộ của tía bay là mới mắc có năm mấy à. Gần như là chỉ mới có năm chưa được năm rưỡi nữa. Mà sao mà mày cải tán mộ rồi mà mộ phần cũng ngon lành so cái mộ của nhà bay so với những cái nhà khác đó, thì, thì, thì nó quá trời hơn rồi trong xóm này ai đâu bằng ông hai mới trình bày cho cổ chính biết là ở ờ, gia đình con vậy vậy đó mà không biết làm sao mà cứ bệnh hoạn cái không có ra bệnh hoài nghĩ rằng là chắc uh, mộ thì ông cổ chính ông mới hỏi là từ lúc mà thía bay mắt tới giờ đó thì uh, có khi nào ông về hay là ông làm cái gì đó cho bay biết là ông hiện hữu không Dạ cái đó thì không, coi như là, là hoàn toàn không có gì hết. À, rồi thôi, cái chủ nhà, cái gia chủ người ta muốn làm cái việc đó, ông Cậu Chính cũng đồng ý. Nhưng mà xui một cái là cái thời điểm đó mấy cái người mà đào đồ chung với ổng á, đào mộ phần này nọ phủ á, còn cái xuống tới cái khu vực hòm rồi đó là ổng tự tay ổng làm, không cho ai làm chứ. thì những người đó có công việc người ta đi mặn rồi tạm thời là không có người không có người phụ ông đào ở trên mà già gia đình của ông hai lúc đó là xây cái mẫu ở trên là bằng đá các bạn cho nên nó sẽ nó sẽ cực lắm cái nhớ đi nhớ lợi hoài ông chính mới nhớ ra uh, ông nội đó thì mới qua nói với ông nội mày uh, phụ tao làm một lần coi chứ bây giờ là không có ai hết nói nào ngay lúc đó ông nội không muốn đâu nhưng mà do trước giờ đã từng nhờ vả ông cầu chính nhiều lần rồi cầu chính lên tiếng không làm thì cũng không, cũng không được mà ông cầu chính nói rõ lắm mày chỉ cần là phụ tao cứ khúc trên thôi khúc dưới để tao lần đầu tiên mà ông nội đi theo ông cầu chính để làm cái việc bóc mộ đó thì đương nhiên à, khi mà chuẩn bị cái ngày bóc mộ con của ông bà hai cũng về rồi làm cái lễ cúng rồi nó cũng đàng hoàng tươm tắt lắm Rồi gia đình mới ra cúng kiến xong tới giờ tốt thì bắt đầu là là, là khai mộ Từ cái buổi 9 giờ sáng Mà cho đến là khoảng một giờ mấy gần 2 giờ Thì cái khu vực bên trên đã được làm xong rồi Cũng mệt mỏi lắm rồi Ông cậu chính nó mới nói như vậy ông nói á, thôi bây giờ cũng giờ nghỉ ngơi đi à, bây giờ là thầy có nói á, là làm cái gì làm tức là có thầy rồi thì ông thầy ông phán là cái mộ này với cái tuổi tác của ông cồ khi mắt nó ra làm sao làm sao thì bây giờ á, cái giờ dắt mà khai lên để cho ánh sáng mặt trời mình dòm chiếu xuống cái mộ á, là nó không có tốt thì phải đợi đến khoảng là là sáu giờ thì bắt đầu bóc lên thì nói chung thầy phán sao mình nghe vậy thôi chứ mình không có rành mấy vụ đó ông cồ chính nó mới nói mày về đi rồi nghỉ ngơi đi đến khoảng 5 giờ mà mấy chiều đó mày hãy qua đây mày qua đây mày qua đây thì mày mới đào phụ tao một chút xíu phụ tao một chút xíu ra, cho nó xích cái phần đất xuống thôi gần tới cái áo quan tao sẽ làm chứ bây giờ mà nếu mà tao đào nữa nữa là không nổi còn kêu mấy thằng kia nó không dám rồi ông nội cũng hứa thì đúng giờ ông nội mới đi qua lúc đó thì gia đình của ông bà hai á cũng ở gần đó theo kiểu là cúng kiến với ông thầy cúng bên kia á. thì ở bên đây ông cầu chính với lại ông nội thì hai ông mới hì hục đào nhưng mà đào được khoảng một chút xíu à thì nó phục xuống một cái À, tưởng rằng phập xuống cái nắp quan tài thì theo kinh nghiệm cổ chính nó không gia đình nói là không có cạn vậy đâu đâu mà tránh ra tao coi coi đó ông cổ chính ông mới lợi gần ông dòm thì từ ở trong cái lỗ phập đó đó các bạn có một con rắn con rắn nó vụt ngang một cái nó vụt ngang cái lỗ phập có nghĩa là ở dưới nó có cái hang nhưng mà động vô nó đó cái nó phụt ngang chứ nó không có giọt lên Do là dòm chưa có kỹ Ông cậu chính không biết đó là con rắn gì Mà cái việc Mộ chôn Hồi đó mà kiểu mà ở dưới có rắn có lương là cái chuyện bình thường nha các bạn Thường xuyên có lắm Có một cái cái mộ này mới mà xây bằng đá nữa Mà sao mà, mà 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 mà, mà, nó, nó lòn ở dưới lớp đá mà nó làm hang cái do là cũng xảy ra thường thường mà có rắn có 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 lương có gì đó ở dưới mộ mà có những cái cái con vật ở dưới đó là người ta sẽ báo cho chủ gia biết Lúc này ông Cầu Chính mới kêu đi lên Tại vì đâu biết con rắn này có độc hay không đâu Mày đi lên đi Để tao kêu thằng Hai lợi Thì kêu gia đình của ông Hai đó lợi Mọi người lợi đông rồi Ông Cầu Chính mới nói là Có cái hang rắn và có con rắn ở dưới Mà không biết rắn gì trong đầu ông cổ chính ông không nói ra nha nhưng mà trong đầu ông suy nghĩ một cái việc mà ông không mong muốn cái điều đó nó 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 nó, có thì ông mới nói như vậy ông nói á là bây giờ á, trường hợp ở dưới nó có rắn thì bây giờ gia đình tính sao tại vì có rất là nhiều người người ta sẽ suy nghĩ trong đầu về cái quan niệm tâm linh là cái con rắn này nhằm khi là ông bà của mình báo ông bà của mình làm những cái điều đó một là để ngăn trà cản cái việc cải tán mộ hay hoặc là vì một cái lý do gì đó cho nên cái điều đó cần phải nói với cái người chủ gia ông bà hai sau khi mà nghe ông cậu chính nói bây giờ nói thôi bây giờ cứ lặn con rắn lên đi con con rắn nó ra làm sao cái ông cậu chính ừ vậy được rồi chủ gia đình mày quyết định vậy thì tao lặn cái hang cái hang này tao nghĩ thì chắc là cũng không có sâu đâu mà nó ăn ngang chứ nó không phải là nó ăn sâu xuống rồi gia đình cũng như là ông thầy cúng ai nấy cũng hồi hộp đứng ở trên coi là con rắn gì thì ông cò ông mới xuống ông mới lấy cái len á ông sắn 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 danh 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 vô thì cuối cùng con rắn nó phụt ra nó vọt ra nó vọt ra các bạn nó vọt ra và khi mà nó vọt ra thì người nào người nấy hết hồn hết vía thậm chí là bà hai cũng la làng luôn là bởi vì con rắn này nó màu vàng màu vàng theo kiểu là ban đêm ban hôm mình dội cái cái đèn vô á cái cái, cái 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 đèn dầu này nọ nó giả dạ cái ánh sáng á thì dòm y chang như là cái đèn cái con rắn này có cái màu vàng kim đó các bạn đó. ông chính là ông mới giật mình ông nó không được rồi lắp mộ lại thì ông vừa gặp rắn rắn vụt đi mất tiêu à chứ không còn ở đó thì ông thầy pháp ông thầy bùa gì đó ông thầy cúng đó ông cũng nói thôi lắp lại mộ lại đi không có phải là cái việc uh, kia đâu đó thì lúc này cái 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 ông hai ổng mới hỏi ông thầy ổng nói thầy 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 nói với tôi là do là cái phần mộ cho nên là vợ chồng tôi mới bệnh hoạn vậy cái làm như ông nói hớ các bạn ông thầy cũng đông nói hớ ông mới nói ờ thì chắc cũng không sao đâu tại vì mới gặp thì tôi tưởng đâu cái loại rắn kia đó ông, ông chống chế bằng cái cách là ông nói loại cái loại rắn khác nhưng mà ông còn chính ông nói ông không được ông cổ chính ông giải thích luôn ông nói cái việc bóc mộ này á có ba cái trường hợp là không bao giờ được đụng vô nữa gặp là phải đóng quan tài lại phải lắp lại liền không có được cải tán mộ thời gian sau thì, 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 thì tính chứ thời gian đó là không có được thầy cũng cãi ông nói trời đất ơi cái này không có sao từ khi cái loại vắng mà ông, ông đọc tên là cái loại vắng nó loại rắn gì đó nó, nó nghe lạ lắm thì cái nó có linh tính này nọ nó mới khác còn cái là con rắn này nó màu vàng này nọ thì cái rắn hổ ngựa nó thậm chí nó cũng màu vàng các bạn cho nên là nó không có sao ông cậu chính nói là mộ có những cái trường hợp là không có bóc được ông thầy cũng cãi liền chứ hôm nào ông nói tôi nghe coi thứ nhất là mộ có rắn vàng vì con rắn vàng nó tượng trưng cho một cái, cái vận khí đó các bạn nói chung là cái vận khí đó rất là tốt mà nếu mà mà, mà, mà bốc mộ lên á là sẽ làm cho con cháu sau này à, mang một cái vận khí xấu có nghĩa là mình xua đuổi cái vận khí tốt đi mình giữ lại những cái vận khí xấu là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là trên mộ à, hoặc là khu vực gần mộ nó có những cái dây tơ hồng Vắng vào quấn quanh mà gần gần, gần kiếm kiếm cái mộ mà cứ bò cái hướng mộ bò là tới hoài đó thì đó cũng là một cái điều cái điều điểm điểm, điểm tốt là không nên bắt mộ. Và cái vấn đề thứ ba là cái mộ này á đất cái phần đất cái hơi đất nó lên á, thì chỉ có những người người ta hay làm những cái việc đó người ta biết. Người ta cảm nhận được cái hơi đất này nó ấm. Khi mà người ta đào á ta cảm nhận cái hơi ấm, hơi ấm của đất nó rất là ấm. Đất thì nó không quá cứng mà nó lại là theo kiểu là À, hơi sấp sấp hơi mà cái hơi đắt nó lên nó ấm, ấm 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 cộng với cái dưới cái đít quan tài này nọ nó không có nước nha nó nghĩa là nó khô ráo nó mà nếu như có nước á, là nó chỉ có những cái nước đặc giống như là sữa thì à, những cái vấn đề này á, ba cái vấn đề này á, là không nên cải mộ bởi vì ba đó cái điều đó là ba cái điều tốt mình không có được xua đuổi những cái tốt đi thì sau khi mà ông cậu chính giải thích ra ông thầy cũng không chịu Ông nói không sao cái này mày, mày cứ làm mày cứ làm đi không có sao Tao biết mà mà trời đất ơi Ông nói quá đi Thì ông cậu chính nó mới nói về Ông nói ăn thua là thằng hai nè Tao nói với mày nghe vậy rồi đó Bây giờ mày tính làm sao Là tùy ở mày Nhưng nếu mà kêu tao tiếp tục bóc cái mộ này lên là tao không làm Thầy cũng ông sen vô Ông nói ông không làm người khác làm mắc mớ gì mà, mà 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 có mình ông làm hay sao ông cổ chính ông thấy là ông bà hai với con của ông bà hai á kiểu im ru à không có trả lời Lắm như sợ không có dám nói lời ông thầy ông thầy cúng ông cổ chính ông mới quay sang ông nói với ông nội thôi đi về mày rồi đi về luôn kêu cũng không đau lợi nữa thì cuối cùng á cái đêm đó là ông thầy cúng ông mới nói với ông bà hai á là do nữa tới cái giờ rồi mà không chịu khai quan thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt mà bây giờ á đuổi con rắn nó đi rồi gia đình thì không dám làm à, thì ông sẽ chọn một cái ngày vào ngày mốt là cái ngày tốt thì qua ngày hôm sau ông sẽ đi về ông kêu người qua phụ để mà khai quạt mộ này nọ cuối cùng ông bà hai cũng chấp nhận hôm sau thầy cúng này về mới kêu hai người À, tạm gọi là ông hai và ông ba cho chúng ta dễ kể chuyện thì ông hai ông ba này nó cũng, cũng có nhiều cái kinh nghiệm về cái việc mà bóc mộ đó à, nhưng mà so với cái kinh nghiệm à, kiến thức hay là là những cái quan quan niệm á, ở trong nhiều cái sự việc khi bóc mộ á, kể như là không bằng một gốc của ông ông cậu chính nữa nhưng mà do cái số tiền gia đình đưa ra nó lớn hai ông này mới quyết định là là đi qua đào thì cái việc đó của họ mặc dù ông cầu chính ông biết ông khuyên là ông khuyên ngay hôm đó rồi mà không nghe thì thôi tùy gia đình đến ngày hôm ngày mốt có nghĩa ngày mốt là, là hai bữa sau đó thì cũng vào cái giờ đó cái ông cầu chính ông mới nói ơi à, sáu tao nói mày nghe như vậy nè bây giờ mày đi theo tao coi chơi không tại vì cũng có nhiều người đi theo coi á các bạn ông 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 nội đó mới nói là ủa coi gì vậy uh, bác chính thì mày cứ đi coi đi từ từ cho mày biết nè cái gia đình thằng hai nó không chịu nghe mà phần một của gia đình nó mình nói nó không nghe thôi mình đâu ép nó được lỡ ép nó sau này có chuyện gì đổ thừa mình thì bây giờ đi theo qua coi bình thường thôi con cái mình không làm thì coi nó né chút đó thì thay vì mọi người cứ đi bình thường đi gần gần ở đó, đó coi còn ông cầu chính với ông nội á tìm một cái cái hướng mà giống như là là, là khó thấy á. hai ông mới đứng đó giờ thì trở lại với cái sự việc bóc mộ nè ông hai với ông ba theo kiểu là mình cũng đi làm kiếm tiền thôi rồi ông thầy cúng ông mới đứng ra chủ trì cái việc bóc mộ đó ông mới kêu là bây giờ đào đi thì đào lên công tác làm việc nó cũng bình thường thôi chứ nó không có cái gì cả đào hoài đào hoài xuống thì từ từ cái bà con trong xóm người ta cũng về tại người ta sợ là 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 ta biết cái cái cái, cái phần mộ này á là ông cồ á ông mắc có năm mấy à chưa được năm rưỡi nữa thì khả năng là chưa có phân hủy hết những cái da thịt nhìn cũng rất là ghê người ta mới sợ người ta bỏ người ta đi về hết rồi chỉ còn có gia đình thôi gia đình đó thì ngồi quỳ đái cúng kiến vậy đó à, thầy cúng thì vẫn liên tục cúng kiến rồi đào một hồi xuống đến khoảng 9 giờ tối là họ không có biết nha, họ không biết là ông cầu chính với lại ông nội là nứt gần đó dờm thì khi mà cái ông hai này nè, ông đào được tới cái nắp quan, tới nắp quan rồi thì sẽ sắn hai bên cho nó nó nó, nó 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 giống như bốn góc bao trùm cái quan tài nè, sắn đất đó. để lộ cái quan tài ra là là khai quan lên rồi lấy ra từ từ. Tại vì cái 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 cái, cái hòm nó vẫn chưa có cái mục đâu, nó vẫn còn cứng lắm thì mọi người vẫn làm bình thường cho đến khoảng 10 giờ mấy á ta nói ông nội ông nó mũi chích quá trời ông kêu ông Cầu chính thôi về bác chính ơi mày phan mày tao thấy có cái kỳ kỳ rồi cụ cô thấy gì đâu kỳ thấy mọi người vẫn còn làm mà Cầu chính ông mới khiều ông nói á tao thấy hình như là ba nó đó làm như ông hô hơ tay ông đuổi mẹ ơi lúc đó ông Cầu ông nghe ông chỉ nghĩ là ông cụ chính ông muốn mình ở lại Ờ, rồi ông làm bộ ông nói ra vậy ý ông nói là dông hồn của ông cầu giống như đuổi hai ông này lên vậy đó mà ông nội nhờ vợ ông đâu có thấy thật ra các bạn ông cầu chính ông thấy ông nói thiệt đó mà ông nội tưởng là muốn mình ở lại mới nói ra cái việc ly kỳ như vậy cho mình sợ mà mà mà, mà 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 mình không dám đi về mình ở lại với coi với ông cầu chính rồi cái hai người cũng đứng đó nghe mà ông cầu chính nó quan sát kỹ lắm con mắt của ông cầu chính đó các bạn ông giờ ma được đó chứ phải chơi đâu ông mới giờ mà ông thấy là hình dáng nó giống nó giống như là 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 ông cồ cái người chết ở dưới đó đó thì ông mới thấy là đứng theo kiểu là hua hua tay hai ông này nè đuổi hai ông này lên là ông hai với ông ba đó mà ông hai với ông ba đâu có thấy đâu có biết chỉ có một cái là cảm giác rùng rợn khi mà mà có dông cái bên mà cái ông thầy cúng này nữa các bạn ông này ông dở chứ phải ông giỏi là 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 là, là ông dòm thấy cái hồn của ông ông cồ rồi là ông ngưng rồi đó thì một hai ông kêu là ông hai á với ông ba là rồi mở à, cái cài nắp quan tài đi ông hai ông mới lợi ông cại ông cài thì ông mới chống mặt ông chuẩn bị cài ông chống mặt ông làm không được ông hai ba lần vậy ơi, ông sợ ông mới trèo lên ông nói con dám đâu, con dám đâu mấy cái kia con làm bình thường mà sao giờ con chống mặt quá nhưng mà ông ba thì không sao bởi vì mạng số của những người người ta người ta người ta mạnh người ta yếu ông hai không yếu hơn ông ba cho nên là ông bị ông cồ theo kiểu là ông làm cho xây sẵn mặt này Ông cho cài ra còn ông ba thì làm những mạnh hơn ông cồ làm không được thì cuối cùng cũng cài ra mà cái vật rồi đó cài ra bên trong rồi thì nói chung là cái 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 mẫu phần của ông cồ cái đó nó hơi ghê bảo không có diễn tả mọi người chỉ biết vậy thôi ha thì đương nhiên cái mùi nó nó sẽ nó tới chỗ ông nội luôn mà Tại vì dưới gió Quá khứ cái mùi rồi Ông nội phải cố gắng lắm mới 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 không ói đấy các bạn Nhưng mà ông cậu chính tỉnh bơ à Ông mới dồn Ông dồn dòm thì ông mới thấy là 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 gia đình cũng chuẩn bị xong hết rồi Đó thì mới đem cái đó lên rửa Đem hài cốt lên rửa các bạn gói vô đi ra ngoài cái chỗ nước xong nước sạch này nọ rồi rửa Rửa cho còn xương không đó rồi 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 cái áo quan khác mới để vô để um, xương vô rồi rồi đem về cái vị trí thích hợp để vô quan tài chôn lại nhưng mà cái giờ chôn là phải qua sáng hôm sau chứ không có chôn liền thầy cúng này cũng ngạc đời lắm đó thì ông mới kêu như vậy rồi qua sáng hôm sau thì cái việc chôn cất đó cũng được hoàn thành hoàn thành à, gia đình cũng cúng kiến rồi sau đó ông thầy cúng cũng đi về đó thì đến chiều cái ngày hôm đó đó ông cổ ông ông cò chính ông mới qua ông nói chuyện với ông nội ông nói uh, sao rồi sao tao với mày đi qua nhà thằng hai ủa qua bển chi bác chính không lẽ bác chính định qua bển lấy cái phần tiền mà mình, mình, mình cãi ở trên không uh, nó qua nhà tao hồi Ờ uh, Uh, ngày 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 trước á cái ngày mà đêm mà tao với mày mà bỏ về đó là qua bữa sau nó có qua nhà tao nó trả cái phần tiền giống như là tao với mày gỡ trên nhưng mà tao nói tao làm chưa hoàn thiện là tao không lấy thì tao cần gì phải đòi mày đưa tao không lấy đòi gì vậy chứ mình có bệnh làm gì bác chính đi qua anh bệnh cảnh báo nó một tiếng mà cảnh báo vụ gì đi bệnh để mày biết đó ông ngồi chứ nó mới dắt qua bệnh ông nội cũng ráng đi theo đi qua bên đó rồi ông ông cổ chính ông nó nói như vậy nè Ông nói hai ơi hai Tao với mày là sớm chờm Không phải vì cái sự việc này mà mít lòng gì cả Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Hình như là tía của mày á là không có chịu nha Và không có chịu về ở cái phần đất mà mày mới chôn đâu Mày coi á Đi nhờ cái người nào biết Tức là ý ông cậu chính nói là cái người nào mà giỏi hơn cái ông thầy cúng này á Ông thầy cúng này là ông cậu không Ông cậu chính không tin tưởng để mà về cúng gỡ thằng sao đó chứ không thôi là không có được nha là không có được đâu nghe cái ông bà hai thì trước mặt cũng đã cảm ơn uh, chú chính mà không sao đâu chú chính ơi rồi sau đó thì ông bà uh, hai mới mới tìm cách mà kiểu mà đuổi khéo đó tuổi khéo ông cầu chính với lại ông nội về ông nội uh, ông mới hỏi ông cầu chính là ủa mà sao mà bác chính biết có gì đâu mày tao thì làm như không hợp với uh, tía nó mày ơi cho nên là tao thấy vậy thôi chứ ông không có nói chuyện được với tao hết trơn á ông cũng không có lợi gần tao được nữa nhưng mà tao thấy là khi mà đưa hài cốt đồ vô mày nhớ không tao với mày núp ở đó đó tao thấy ông dậm chân dậm giò ông tức mình dữ lắm luôn ông đeo đeo theo ông nắm đầu thằng cháu nội ông mà tao cũng không biết là 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 là, là nắm vậy làm sao Thậm chí cái lúc mà ông nội với ông Cầu chính đi về á Ông cổ chính còn giữa khuya đi ra ngoài cái mộ Còn khắn còn giái nó còn nói anh à, Chú có cần cái gì chú nói tôi nghe Anh xin lỗi là các bạn kêu bằng anh Ông cậu chính ông kêu là anh có cần cái gì á Thì anh 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 báo tôi biết này nọ Nhưng mà lạ một điều này ra đó là không có thấy nữa Cái nghe ông cổ chính kể như vậy rồi Ông nội ông mới tò mò ông thắc mắc ông hỏi ông nói vậy chứ bác chính ơi vậy thì nếu mà uh, anh chị hai đó không nghe đó rồi cuối cùng có cái cái, cái hậu quả gì không trời đất ơi mày hỏi tao như vậy sao tao biết tao chỉ biết là không tốt thôi chứ hậu quả gì sao tao biết mày mà thường á người ta nói như vậy phước nó vào nhà hay là một cái việc tốt uh, nó đang ngự trị ở đó mà mình xua đuổi nó đi thì trên đời này chỉ có cái việc là, là tốt và xấu thôi mà đuổi cái tốt đi thì đương nhiên chỉ còn cái xấu thôi. thì thường là nó sẽ không có tốt cho gia đình. rồi có khả năng á con cái con cháu sau này nó gặp cái cái vặn xuôi. thì tao biết vậy thôi chứ tao tao biết sự việc nó ra làm sao. cái rồi cũng về thấy cái một tháng mấy sau thấy cũng yên ổn không hề có xảy ra cái sự việc gì. Rồi đôi lúc ông cồ chính ông nói mà ông nội cũng hồ nghi về cái 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 hiểu biết của ông cậu chính tại vì ông nói vậy mà sao thấy bình thường gia đình nó cũng bình thường cũng có có gì đâu hồi trước sao bây giờ cũng y chang vậy hả một tháng mấy rồi cũng không hề xảy ra cái việc tâm linh hay là cái gì cả rồi hỏi ông cậu chính là có, có có, đi qua phần mẫu mới không ông cậu chính nói cũng đi mà sao không thấy mày ơi đó thì cuối cùng đâu khoảng chừng đầu cái tháng hay giống như là qua vừa qua hai tháng đầu cái tháng 3 các bạn thì cái người con trai duy nhất của ông bà hai á gặp một cái tai nạn cái tai nạn nó tưởng rằng là chết rồi nhưng mà may mắn á, là ở bên vợ của 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 con ông bà hai như là con dâu ông bà hai á thì có một cái người bà con cái lần đó mới mới mới, mới cứu được kêu bằng cứu được à, nhưng mà cái sức khỏe của con ông bà hai kiểu như là phải tịnh dưỡng một thời gian rất là dài và màng mụn không có được à, thì sau đó cái tới lượt của bà bà hai bà bị một cái tai nạn cũng gãy chân rồi thì cũng sau đó cũng lành đó, thì tiếp tục nữa là ông hai ông hai cũng bị một cái tai nạn lại gãy tay mà chung quy cái tai nạn của ông bà hai á là nó ở gần cái khu vực từ nhà ra đến sao đồng không đâu khác chứ đi vòng vòng cứ tình té rồi, 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 rồi gãy tay gãy giò còn về cái người con của ông bà hai á là tuy là, là là cái mạng sống thì được giữ nhưng mà cái sức khỏe rất là yếu làm đâu có đâu có sức khỏe đi để mà đi làm cho tiền được nữa đâu còn cái việc làm mới giao lại cho vợ mà vợ không có kinh nghiệm rồi 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 cái người vợ mới ra rồi này nọ làm thì cứ qua trải qua đâu hai năm vậy mà các bạn biết ha kêu bằng là xuống dữ dằn luôn xuống có thấy luôn mà ông bà hai mặt mày cũng cũng lúc đó ảo não rồi giống như phần lo cho con rồi cứ chuyện này chuyện kia tùm lum là suốt hơn 2 năm trời gia đình xuống dữ lắm nha à. rồi bệnh hoạn này nọ quá trời đi cái ông cầu chính ông thấy cũng tội nghiệp ông mới bữa đó ông, ông uống trà với lại ông nội đó thì ông mới nói mày thấy ông ta nói không đâu phải cái chuyện gì nó cứ, cứ phát ngay lúc đó đâu nó cứ từ 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 vậy đó mà đôi khi không phải là ừ, cứ tao thấy vậy là nó chính xác vậy cho nên là tao không có dám khẳng định thôi bây giờ qua bệnh nhắc vợ chồng nó một cái coi thì có một cái điều lạ này bữa đó có mặt ông nội luôn các bạn ông nội giật mình bởi vì nếu mà không chứng kiến thì chưa chắc gì ông nội ông, ông, ông nghĩ là là cái nó, nó hiện hữu sự việc như vậy đâu ông cậu chính với ông nội mới đi qua nhà ông bà hai á mới vô thì ngồi nói chuyện cũng bình thường thôi cũng hỏi thăm sức khỏe nhau như là, là, bà con hàng xóm láng giềng thôi cho đến khi mà ông cậu chính ông nói câu này nè ông nói vợ chồng thằng hai hồi đó nhớ không tao nói với tụi bay á là, là 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 cái vụ con vắng vàng thì không phải là cứ cái mộ nào nó xuất hiện con rắn vàng á là mình cố quý mình làm á là mình sẽ bị những cái tai bay quạ gửi nói chung là không có chắc chắn 100 phần cái điều đó nhưng mà theo như cái gì mà ông nhận thấy á thì 10 là có hết bảy uh, tám rồi cho nên là có kiên có lạnh mà ông bà bên dạy tao mới nói cho vợ chồng mày vậy mà vợ chồng mày không nghe à, một mực làm thì bây giờ đó tao nói sợ vợ chồng mày buồn rồi nói tao chủ ẻo Tao không dám nói Nhưng mà bây giờ thấy gia đình mày xuống quá Con mày thì vậy Vợ chồng mày được hết tai nạn này Cái này lành là từ cái khác bị à Cái tự dưng cái lúc đó ông bà hai Rung mình vậy nè các bạn Rung mình mà nó Ủa Ờ à, đúng rồi Chú Chú Chính Nó nó đúng rồi bà ơi Thì hai vợ chồng mới giật mình các bạn Giật mình theo kiểu là Ờ đúng rồi sao mà từ, từ đó tới nay mình không có nghĩ tới đó thì các bạn thấy không? Có nghĩa là trong suốt hai năm mấy nay mặc dù xảy ra cái sự việc này sự việc kia Cái người ở ngoài người ta dòm vô như là ông cầu chính nè ông thấy nè Hoặc là ông nội nè ông nghe lời thôi ông cậu, ông cầu chính nè Ông nói là vì cái đó cái đó cái đó như vậy Nhưng mà cái người trong cuộc á Ông bà hai thậm chí là con của ông bà hai lại hoàn toàn không có nhớ Không có nhớ tới cái sự việc đó Và không có nghĩ gì tới tại cái sự việc đó cả Thì tức là cái 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 vặn cái vặn tốt nó đã đánh bắt rồi thì cái vặn xui xẻo nó vào và cái vặn này nó làm cho cái 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 cái, cái người trong cuộc là không có nhớ tới nó và chỉ nghĩ là một cái tai nạn bình thường đó, hoàn toàn không nhớ tới mà tự nhiên có cái người nhắc mà cái người nhắc này nó cũng ngặt đời nha các bạn nói chung á là ông bà hai lúc này mới sực nhớ ra là ừ trong cái thời gian đó cũng có người nhắc bà con dòng họ đó có người nó có khi nào mà cho là cải tháng ngộ này nọ không mà, 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 mà mang cái vặn xuôi không đó thì vợ chồng của của ông bà hai thì nghe là nghe nó thoáng qua thôi chứ tự nhiên không nhớ mà tự động bữa nay ông cậu chính ông nói nè thì lại nhớ lại nhớ và cảm thấy là ờ ừ, sao sao, sao nó, đúng quá đi nó kỳ quá nó giống quá đó thì hai vợ chồng mới mới lúc này mới nắm tay nắm tay mà kêu bằng giống như một cái người mà thọ ơn lớn vậy đó các bạn Mới nắm tay ông cổ chính vậy nè nói là chú chính ơi bây giờ bây giờ tính sao chú chính con con hết biết rồi chú chính ơi mà chú nói bữa con mới giật mình chứ tự nhiên thời gian qua con không hề nhớ tới đó, ông nội cũng xanh mặt luôn mà nói, trời cái gì mà, mà mà nó ly kỳ dữ vậy đó, thì cuối cùng sau khi bàn luận với nhau xong rồi ông cổ chính mới nói bây giờ bây đi tao biết có ông thầy ở đó nhưng mà hơi xa không biết giờ ông còn sống không ông lớn tao mấy tuổi thì mới đi nhờ ông thầy đó đi nhờ ông thầy đó thì ông thầy đó ông về may mắn mà ông còn sống và ông ông chấp nhận đi theo ông về ông về tới ông coi ông nói một lần thằng thằng chính nó đúng cái khí vận nó tốt chứ không có gì chứ còn vợ chồng mày á bị chóng mặt này nọ đó là mày biết làm sao không ông thầy ông nói nha nói chung là ông ở đó hai ba ngày rồi ông mới nói chứ không phải là tự nhiên về không dòm cái nói liền đâu không có ông nói biết sao mà hai vợ chồng bay á là là chóng mặt rồi khó chịu hoài mà không hết không thì ông bà hai mới trả lời á là theo những cái lời ông thầy cúng trước á, nói là uh, tía con á, uh, mắt nằm ở ngoài đó lạnh lẽo cô đơn rồi rồi mới um, thấy tụi con bỏ ngoài đó cho nên mới giận tụi con rồi làm cho tụi con bị chóng mặt rồi 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 uh, mệt người hoài thì ông thầy ông mới cười ông cười ông nói mày nói đúng phân nữa còn phân nữa là sai hoàn toàn thì lúc đó ông hai ông, ông nói ủa sai cái gì thầy thầy, thầy làm ơn thầy chỉ dùm. ông thầy ông nói như vậy ông nói mày nói đúng phân nữa là phân nữa nào mày biết không phân nữa là thật sự cái người làm cho hai vợ chồng bay mệt mệt chóng mặt là tía bay cái điều đó đúng nhưng không phải vì ổng cảm nhận lạnh lẽo ổng ở ngoài đó ổng cô độc rồi ổng giận ổng trách cái với sao là nó sai hoàn toàn mà vì hai vợ chồng bay á có cái lối suy nghĩ là muốn dời cái mộ của tía bay ổng biết được cái điều đó ổng không muốn cho tụi bay làm như vậy ổng mới làm cho chóng mặt này nọ đó, đó con cái á không phải là cha mẹ nào thương con nhưng mà cái hồn phách, cái căn số nó không cho phép nói là ông nói không được. Ông mới làm như vậy. Cho vợ chồng bay chống mặt này quên đau như mình mấy lo có ngày bận tâm vô cái việc uh, coi sức khỏe không à. Để quên đi cái việc kia mà ai về đâu hai vợ chồng bay đi coi thầy bà. Rồi uh, phán như vậy giờ làm theo. Rồi cuối cùng tiền mắc mà tặc phải mang trời ơi hai vợ chồng nghe một cái rồi là là là, là kêu bằng rụng rời chân tay hết trơn các bạn thì thật sự đúng nói nạo ngay á ban đầu ông cậu chính và kể cả ông nội đều suy nghĩ rằng là khi mà hai vợ chồng ông bà hai mệt mỏi rồi uh, chống mặt này nọ nó bị hành đó thì mới suy nghĩ đến cái việc dời cái mộ nhưng mà thật ra không phải ông cậu chính cũng là người ngoài thôi ông đâu có rành thật ra bên trong á, là ông bà hai này có một cái lối suy nghĩ khác sẽ dời cái phần mộ đó về bên trong đây để cái phần đất đó nó nguyên vẹn để lập một cái vườn lập một cái vườn còn bây giờ nếu mà để cái mộ ở đó đó lập cái vườn kế bên đó, nói chung là cũng được đi nhưng mà người ta sẽ dị nghĩ nói là trời đất cơ tía của nó lúc còn sống lo cho vợ chồng nó mà bây giờ tới cái phần đất nó để ra để cho tổ tiên ông bà uh, chôn cất gần nhau không được hay sao mà nó phải dời cái phần mộ về để nó lập cái giường ý nghĩ của vợ chồng ông bà hai ban đầu xuất phát điểm là nó không tốt rồi ban đầu chôn cất ngoài đó thì trong dòng họ mới biết nha là ông hai có hứa với bà con dòng họ là sẽ làm cái phần đất này thành cái phần đất chôn dòng họ ông bà ai mắc cô bác ai mắc đem như đó của dòng họ mình nhưng mà nửa chừng đó nửa chừng thì ông hai lại chở quẻ và muốn dời cái phần mộ của tía mình về ở trong đây để cái phần đất đó đó làm thành một cái vườn để cái của cải sau này tại vì nếu mà để như vậy thì nó mắc cho ông cắt thì coi như là, là đâu có được sử dụng nó ông mới giờ như vậy thì ra vì cái lý do đó bây giờ mới khai còn cái việc trước đó là ông hai này nó không tính với bà hai đó thì dòng hồn của ông cổ không biết ông hành đó nhưng mà, mà, mà cái việc trong gia đình đâu có nói ra ngoài thành ra là ông cổ chính cũng không biết nó trời đất ơi vậy mà bay giấu mà lúc đó cái khí vận nó khí vận tốt đó mày thì ông thầy nào cũng nói ừ đúng rồi thằng này nó chính nó đúng tại vì hai ông tuy là lớn tuổi mà thường thường người ta nói lớn tuổi sẽ xưng với nhau là chú là anh mà kiểu hai ông kiểu đó cũng thăng rồi cũng 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 thích cái kiểu vậy đó Chừng mày thao vậy đó dân giả vậy đó cái ông hai này ông mới năn nỉ ông mới năn nỉ là ông ấy nói bây giờ tía bay còn ở đây nó đâu năn nỉ ông ấy đi mất tiêu rồi hỏi đi đâu thì ông thầy ông nói trời đất ơi thì ông ấy ở đó là cái kiểu ông giữ khí vặn cho 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 cho, cho con cháu sau này nhưng mà nó phải ông ấy ở hoài được thì sớm muộn gì ông ấy cũng phải đi con cái bay làm vậy rồi rồi cố định vậy rồi mà thêm thầy cúng nữa cũng ác nhân nữa cúng cái giờ có nghĩa là không biết mà mà đưa cái giờ không phải ra rồi còn đốt bùa đốt này đốt nọ cho nên là ông ông cổ không có về được ông có về ở trong cái mộng ở đâu rồi thấy gì thôi, thôi thôi ông đi chứ không lẽ ông vất vưởng ông cũng đi ông cũng có cái cũng, cũng có cái căn số riêng của ông mà đó bởi vậy cái bây giờ phải làm cách nào làm cách nào bây giờ thì ông thầy này ông nói làm cách nào bây giờ cái chỗ đó bây giờ bây có đem ra chôn nữa thì nó cũng vậy thôi cái khi vặn nó đi rồi cái phải vặn tốt nó đi rồi con cái là tao chỉ có cách á cái lời hứa hồi trước mày làm mày hứa làm sao mày ăn nói với dòng họ làm sao thì bây giờ mày làm đúng như vậy còn cái việc mà dời mộ bây giờ dời nữa thì nó cũng không có được đâu cũng không nên đụng tới mộ của người đã khuất liên tục như vậy bây giờ mày chỉ có việc á thường người ta nói á là ở hiền nó gặp lành hồi trước cũng do cái suy nghĩ ban đầu của mày tính toán rồi ham muốn cái này cái kia, giàu muốn giàu thêm, rồi rồi làm mất đi cái lời hứa của mình, làm một cái người bất tính đó. thì vô tình từ cái suy nghĩ đó nó dẫn phát tới cái hành động và cái hành động làm cho mặc dù nó không có ý nhưng mà nó vẫn đuổi đi cái khí vạn tốt. thì bây giờ có dời cái mộ ra chỗ đó nữa thì nó cũng đâu có khí vạn nó đâu có trở về con cái mày vì cái nghĩ suy nghĩ xấu mà dẫn đến cái kết quả như hôm nay thì bây giờ mày nghĩ tốt lại đi thì hy vọng là sau này nó may mắn lại ủa bây giờ bây giờ làm sao thầy thì hồi đó mày hứa là sao mày hứa là 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 cái phần đất đó để dành cho ông, các ông bà trong dòng họ bây giờ mày làm đi mà mày phải, phải thành khẳng mày nói với người ta đàng hoàng viết giấy tờ với dòng họ mày chứ cái kiểu mà trước đó mày làm mày nói như vậy rồi mà rốt cuộc mày chở quẻ đó dòng họ mày tuy là không có nói ra bên ngoài nhưng mà ai cũng là có chắc là chắc chắn là không có hài lòng mày rồi cái ông hai sau đó ông mới làm các bạn ông làm y chang như cái lời ông thầy nói là ờ ừ, thôi thằng đất hồi đó tôi hứa như vậy nói chung là mọi người cũng thông cảm cho tôi nó các kiểu này nọ thì qua đâu cỡ chừng một năm mấy à các bạn nó không lâu ví dụ như lúc trước là hai năm mấy là bị phải không bây giờ một năm mấy à một năm mấy thì từ từ cái người con cũng cũng khỏe 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 dần dần lại à, bởi vì Ờ à, cái người con sau khi mà biết chuyện đó rồi cũng hay làm những cái việc uh, tốt uh, rồi ông bà hai cũng bỏ đi cái tính mà mà tham lam ích kỷ của mình đó rồi rồi cái lời hứa nó hoàn thành Rồi sau đó là sức khỏe từ từ nó cũng hồi phục rồi ông bà cũng không gặp những cái xui xẻo nữa và cuộc sống nó trở lại bình thường đó. thì ông nội khi mà uh, chứng kiến một cái sự việc mà gần như là vô tình chứ nếu như mà trước đó đó những cái người khác đi làm với ông cụ chính như cái lúc ban đầu á thì cũng đâu có nhờ tới ông nội đâu thì ông nội cũng đâu có biết mà ông cậu chính nếu mà ông nội không biết thì ông cụ chính cũng không hay qua cỡ những chuyện đó đâu tại vì có đi chung với ông ông qua ông cỡ nhiều đó và chứng kiến cái sự việc đôi khi nó thoáng qua thôi mà nếu mà không có uh, xem kỹ này nọ đó thì sẽ không bao giờ biết được sẽ không bao giờ biết được mà 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 mà, mà, mà tránh hay là là là, là uh, mình né gì cả. thì ông nội mới về ông nội suy nghĩ nhưng mà chưa có đến nỗi là quyết định sẽ làm cái cái, cái 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 theo cái nghề của ông chính đâu chưa lúc đó chưa mới có sự việc lần đầu đó là chưa. con cái là là tâm tư là cũng dao động suy nghĩ rồi nghe à, nghĩ rằng á đôi khi có những chuyện mình giấu được người sống giống như là ông cậu chính đâu biết nè. dòng họ không nói ra cũng không ai biết nè. hàng xóm cũng chẳng ai biết hết. Nhưng về tâm linh Thì gần như là giấu không được Thì cuối cùng Mặc dù che đậy tốt cỡ nào Thì sau này mà đã đụng tới việc tâm linh rồi Bóc mồ bóc má là cũng việc tâm linh mà Thì sau này cũng chính miệng ông bà hai thú nhận Khỏi cần ai ai lợi Ai nói ai chỉ ai chỏ gì cả Tự động ông bà hai thú nhận cho cái việc đó Và ông nội lại suy nghĩ thêm một cái hướng nữa Là Tâm linh nó lại giúp cho người ta là sửa đổi được cái tính tình. Có nghĩa là cái quan điểm của ông nội trong thời gian đó đó nha, thì ông suy nghĩ như vậy. chứ bảo không nói là 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 là, là uh, tất cả những cái việc tâm linh nó giúp con người ta sửa đổi cái đó. Nói chung là nếu mà nó giúp được thì nó tốt thôi. Còn, còn không được thì cái chuyện nó bóng rành. Còn về cái vấn đề của ông nội, tại vì mình kể câu chuyện của 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 ông nội uh, theo cái người đó mà. Nó nghĩ như vậy ông nó cũng nhờ cái vụ tâm linh này mà ông bà hai ông sửa tính chứ nếu không mà cứ quen cái nết uh, bề mặt nói giọng tốt sau lưng lại làm những cái việc toan tính như vậy thì sớm muộn gì uh, cũng quen thôi rồi cũng trở thành một cái con người như vậy thôi nhưng mà cái phước mai ở chỗ là ông cồn đó ông sống cũng tốt đi cho nên là con cháu nó cũng cái hưởng cái lợi sau này bằng chứng là cháu nội cái người con của ông bà hai cũng làm ăn nên làm ra nhưng mà vì cái suy nghĩ tiêu cực đó rồi dẫn phát đến những cái việc không tốt ảnh hưởng sau này. May mắn mà 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 cái phước đức nó cũng còn à, nửa chừng nó cũng 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 à, quay đầu kịp á, kiểu như vậy. Còn về cái máu chốt á, là cái kinh nghiệm của ông cụ chính nói không có sai. Cái con rắn vàng đó mà mình cố tình mình mình làm rồi mình xua đuổi đi cái 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 tốt mà theo như lời ông cụ chính là giống như mừ là hết bảy tám nó đúng rồi thành ra là cái kiên kỵ của ông bà xưa thì nó nó không phải là vô cớ đâu các bạn đó thì rồi thì bảo sẽ tạm dừng cái tập này ở đây còn một cái chuyện còn cái phần mà cái câu chuyện thứ hai để khiến cho ông nội quyết định á sẽ kể vào tập sau và trong cái suốt cái thời gian mà ông nội đã đi bốc mộ thì nó xảy ra rất là nhiều cái chuyện à, đến cả ông ông nội nói là xin lỗi các bạn là bác bác năm nhã kể là khi mà ngồi cởi là chỉ lựa những cái lúc mà ban đêm mà sắp đi ngủ ông nội cởi chứ chứ ban ngày cởi không dám cởi cởi thì biết là con cái nó 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 nghe đó, nhưng mà nó sẽ tưởng tượng ra nó không dám ăn cơm nước đâu rồi thêm những cái chuyện tâm linh rất là sợ nữa mà cởi hoài đó các bạn thì biết rất là nhiều mà bảo mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe vào những cái tập sau à, còn bây giờ bảo xin chào hẹn gặp lại chúc mọi người có một đêm ngon giấc.